Xin chào các bạn. Hôm nay mình lên sóng để chia sẻ cho các bạn là một cái kiến thức là khá là mới mẻ, cũng giống như là hơi chuyên ngành một chút. Đó là khi mà chúng ta tiến hành, thường thì chúng ta book một container hoặc là chúng ta thuê tàu để chở container, nó đơn giản. Chúng ta gửi theo các cái lịch trình của tàu đó, rồi tàu công đi các tuyến đường mà chúng ta gửi hàng hóa theo tàu công, người ta book công, người ta liên hệ tàu, ta book. Thì cái việc mà book container thì nó cũng khá là đơn giản. Thì ở đây hôm nay trong video này thì mình sẽ làm một số cái video ngắn về cái hình thức thuê tàu nữa, đó là về tàu chuyến. Thì trong đó có cái mấu chốt của vấn đề, đó là về cái hợp đồng thuê tàu chuyến. Đó, nó, hợp đồng thuê tàu chuyến thì tắt nó cái từ là charter party, hoặc là voyage charter party ha, là hợp đồng thuê tàu chuyến. Thì trong cái việc mà hợp đồng thuê tàu chuyến này á, thì mình sẽ có những cái video để chia sẻ cho chúng ta. Thứ nhất là về cái nội dung của một cái hợp đồng thuê tàu chuyến là gồm những cái điều khoản, những cái thông tin gì. Đó, cái thứ hai là một số cái chi tiết của các cái điều khoản quan trọng trong cái hợp đồng thuê tàu chuyến đấy. Mà ở cái video này đó, mình sẽ nói hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là liên quan đến cái cước vận chuyển trong thuê tàu chuyến đấy, có một số cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải hiểu, phải nắm. Ví dụ như là FI, FO và FIO là những cái thuật ngữ này nói về cái gì, thì chúng ta sẽ xem ở bên nội dung bên trong video. Đó, ta sẽ tiếp tục xem video để thấy được là các cái nội dung này là như thế nào, và hiểu là sao nó viết tắt của từ gì, và ứng dụng nó trong thực tiễn như thế nào, để từ đấy chúng ta sẽ có được cái kiến thức liên quan đến cái hoạt động thuê tàu chuyến. Còn cái phần 2 của video thì mình sẽ chia sẻ cho chúng ta cái nội dung đó, để trong cái hợp đồng thuê tàu chuyến có một cái mục là lay time. Thì lay time là gì, lay time ứng dụng như thế nào, và cái lay time có giá trị gì ở trong cái hoạt động thuê tàu chuyến, cũng giống như là đề cập trong hợp đồng thuê tàu chuyến như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta sẽ trong video phần 2 của video sẽ nói rất kỹ về cái lay time và cái ví dụ để chúng ta hiểu. Thường chúng ta thấy trong thuê tàu chuyến thì có cái vấn đề liên quan đến thưởng phạt trong cái việc là xếp dỡ hàng hóa ở cảng. Chính vì vậy thì cái lay time sẽ góp phần giải quyết cái đó, hoặc giải thích cho chúng ta hiểu là tại sao tàu tôi lại bị phạt, tại sao tôi được thưởng như đấy mà tàu lại không thưởng cho tôi, đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ có những cái kiến thức nó liên quan đến lay time ở trong video. Vậy trước khi vào cái video chính thì chúng ta hãy ủng hộ bằng cách là bấm đăng ký kênh và chia sẻ video đến cộng đồng, để mọi người cùng tham khảo những cái kiến thức liên quan đến hoạt động thuê tàu chuyến và chia sẻ đến cộng đồng nhiều kiến thức hay. Đó, có những cái thắc mắc nào thì chúng ta cứ comment ở bên dưới, thì để trung tâm sẽ có những cái giải đáp, những cái hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính. Như chia sẻ ở đầu video thì nội dung hôm nay mình chia sẻ trong video này đó là về lay time. Thì chúng ta nhìn vào trong cái hợp đồng thuê tàu chuyến thì chúng ta thấy cái mục số 16 này của hợp đồng, tùy theo cái hợp đồng hay cái mẫu gen cân này thì là mục số 16 thì là nó nói về cái vấn đề về lay time. Được chưa? Lay time thì ở đây chúng ta thấy có là lay time ở cảng xếp hàng, lay time ở cảng giữ hàng, và lay time tính cho hai đầu cảng luôn, là lay time gộp. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta cần phải hiểu lay time là gì. Được chưa? Lay time là gì? Là gì? Đó. Lay time áp dụng như thế nào? Lay time áp dụng như thế nào? Được chưa? Đó. Thì cái tác dụng của lay time gì? Em đầu tiên thôi. Thì chúng ta hiểu này, lay time á. Lay time là cái khoảng thời gian mà cái người vận chuyển hoặc là hãng tàu, được chưa, sẽ cấp cái thời gian này cho cái người thuê phương tiện vận chuyển hay là người thuê tàu, được chưa, để sử dụng cái thời gian này dành cho cái việc xếp hàng hoặc dỡ hàng tại cảng. Đó, có nghĩa là trong cái thời gian này thì cái người chịu trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa ở cảng đó phải hoàn tất cái việc xếp hàng hoặc dỡ hàng. Nếu mà hoàn tất sau cái thời gian này thì sẽ bị phạt, tại vì khi đó thời gian tàu lưu ở cảng sẽ bị kéo dài ra, và khi đó là hãng tàu sẽ phạt. Được chưa? Tại vì tàu nằm cảng hàng ngày thì tàu sẽ phải thanh toán tiền phí nợ cảng. Chính vậy là cái thời gian này kéo dài ra, thời gian nằm cảng kéo dài ra thì hãng tàu sẽ phải phạt. Nếu vượt quá cái lay time,
Ví dụ tàu cho 3 ngày, chúng ta xếp dỡ 3 ngày xong thì không sao. Nhưng mà chúng ta kéo dài 5 ngày, 6 ngày, chúng ta bị kéo dài cái thời gian trễ của tàu đó là 3 ngày, thì đó tàu sẽ phạt 1 ngày tương bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như ở trong cái tình huống là tùy theo cái kích cỡ tàu bao nhiêu GRT đó thì nó sẽ tính ra cái mức phạt phù hợp là 3.000 đô một ngày, 5.000 đô một ngày, 10.000 đô một ngày, thậm chí là 20.000 đô một ngày. Cái đấy là cái lưu ý. Thấy chưa? Ví dụ giả sử ở đây chúng ta cho cái mức phạt là 3.000 đô một ngày đấy ha, chúng ta sẽ áp dụng cái mức phạt là 3.000 đô một ngày để cho nó dễ đây, ví dụ vậy. Ngày phạt à. Yeah. Đó. Thế thì lay time được tính như thế nào và căn cứ vào đâu? Thì lay time này nó phụ thuộc vào cái khối lượng hàng hóa chuyên chở và xếp dỡ ở hai đầu bến và cái năng suất xếp dỡ của các cảng, được chưa? Đó, nó phụ thuộc vào cái đấy. Thì lay time, công thức tính lay time nó sẽ bằng là nó sẽ bằng là trọng lượng hàng hóa cần chuyên chở này chia cho cái mức xếp dỡ bình quân, được chưa? Ở các cảng. Đó, thì ở cảng xếp thì sao, ở cảng dỡ là sao, thì cái mức xếp dỡ bình quân nó là như thế nào thì người ta sẽ tính ra. Thì đơn vị tính của lay time nó là ngày, ngày tại vì đơn vị tính của cái hàng hóa này là tấn, đơn vị của mức xếp dỡ là tấn trên ngày, như vậy đơn vị của lay time nó sẽ là ngày. Đó là cái ý đầu tiên. Bây giờ để minh họa cho cái này thì mình có cái ví dụ như là mình có cái trọng lượng hàng hóa là 10.000 tấn, được chưa? Rồi cái mức xếp dỡ bình quân ở cảng nó tính như một ngày, đó là ví dụ như là 1.500 tấn trên một ngày. Ngày này ví dụ là ngày thời tiết tốt, weather working day, rồi Sunday holiday excepted, đó ví dụ vậy, được chưa? Đó. Thì mình sẽ tính ra được rằng là cái lay time này của chúng ta là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ. Đó. Nếu mà đơn vị tính của chúng ta là mức xếp dỡ là đơn vị tấn trên giờ thì lay time nó sẽ ra là giờ. Đấy nha. Cái này chúng ta lưu ý giúp mình. Từ đây mình mới suy ra rằng là cái lay time mà người vận chuyển nó cấp cho cái người thuê tàu chở cái lượng hàng là 10.000 tấn này với mức xếp dỡ là 1.500 tấn trong một ngày, thì khi đó lay time nó sẽ bằng là GH là 10.000 chia cho cái khối lượng xếp dỡ là 1.500, và cái này nó sẽ bằng là mình tính ra, chú cảm tính ra ha, nó sẽ ra là con số là 6 ngày 16 giờ. Đó. Thì cái 6 ngày 16 giờ này người ta gọi đó là lay time. Lay time cho việc xếp dỡ hàng hóa ha. Lay time cho việc xếp dỡ hàng hóa ví dụ vậy. Đó, cái 6 ngày 16 giờ người ta gọi là lay time. Đó. Và với cái khối lượng hàng hóa là 10.000 tấn và mức xếp dỡ là 1.500 tấn này, thì cái người mà đứng ra chịu trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa, ví dụ như là cảng này, là người thuê tàu này, là bắt buộc anh phải hoàn tất cái việc xếp hàng hoặc dỡ hàng trong vòng 6 ngày 16 giờ. Đó là ngày làm việc thời tiết tốt đấy, được chưa? Nếu mà xong sau cái ngày này, ví dụ như là anh cần phải 10 ngày anh mới hoàn tất thì cái đó lại bị phạt, tại vì 10 ngày trễ hơn so với 6 ngày 16 giờ. Nó còn hoặc là anh cố gắng anh xong sớm, ví dụ 5 ngày anh xong rồi thì đó anh sẽ được thưởng, tại vì tàu được giải phóng sớm và đi sớm thì tàu không phải đóng cái phí ở cảng cái ngày cuối cùng đó, nên là tàu sẽ thưởng cho ông ta cái tiền phạt đó, được chưa? Cái tiền phạt đã dùng cái tiền phạt đó, mức phạt cho tàu sẽ thưởng. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý một điều rằng là không phải là hãng tàu sẽ thưởng đúng bằng cái số tiền mà hãng tàu phạt hàng ngày. Đó, quy tắc của hãng tàu đó là thưởng bằng một nửa phạt, có nghĩa rằng là mức phạt thì là 3.000 đô một ngày, nhưng mà khi thưởng thì chỉ có là 1 phần 2 của cái mức phạt đó, là nhân 3.000 đô thôi. Được chưa? Đây là mức thưởng, chúng ta lưu ý giúp mình. Đây là thưởng ha, đây là mức thưởng, làm hàng nhanh. Đó, còn mức phạt thì là 3.000 đô, thì mức thưởng sẽ là 3.000 đô chia 2 là 1.500 đô. Đây, ta thấy. Vậy thì để minh họa cho cái thưởng phạt nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ làm một cái tiếp theo ha. Mình sẽ giải thích cái bước tiếp theo để chúng ta nắm. Đó, mình để cái vấn đề lên hàng cái bên đấy. Ví dụ như ở cái cảng xếp đi nha, ở cảng xếp thì cái lay time này của chúng ta theo quy định đề cho ha, mình viết lại là 6 ngày 16 giờ. Và cái mốc bắt đầu tính lay time, giả sử mốc bắt đầu tính lay time là mình cho là từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 2023 thì bắt đầu tính mốc lay time. Mốc lay time thì theo quy định
cái mốc lây tham như thế này ấy, thì đến cái một thời điểm đó là 16 giờ. Nha, chúng ta đếm đi. Ngày 0 giờ ngày 1 này, 0 giờ ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 là 6 ngày nữa ha, là 16 giờ ngày 7 tháng 10 2023 là hết lây tham. Được chưa? Là hết lây tham. Đó, là kết thúc lây tham. Chúng ta lưu ý giúp cho mình. Rồi. Và bây giờ mình giả sử ở cả sếp này chúng ta xảy ra một cái tình huống, đó là thực tế ha, thực tế nè, là sếp xong vào lúc là, giả sử trong trường hợp này mình cho xong sớm đi, là 16 giờ ngày 5 tháng 10 2023 thì cái này là xong sớm, sớm 2 ngày, cho nên xong sớm 2 ngày, đúng chưa, thì sẽ được thưởng. Thưởng bao nhiêu? Thưởng là 2 ngày nhân với mức thưởng. Đây, mức thưởng đây nãy mình có nói rồi ha. À, là 1 phần 2 của mức phạt nhân cho 3.000. Là bằng 3.000 đô. Đó. Trong trường hợp thứ hai mình ví dụ là cái bên chịu trách nhiệm xếp dỡ xếp xong là bị phạt đấy ha. Ví dụ như là 16 giờ ngày 9 tháng 10 đi 2023. Cái này là trễ hết 2 ngày. Do đó bị phạt. Được chưa? Và cái mức phạt tương ứng của cái người này là phạt là 2 ngày. Nhân với mức phạt không có thay đổi ha, là 3.000 đô bằng 6.000 đô. Được chưa? Này là phạt 3.000 đô, cái này là thưởng 3.000 đô, cái này phạt 6.000 đô. Đấy, ta ví dụ vậy. Nếu trong tình huống ta xếp xong sớm thì chúng ta sẽ được thưởng. Còn nếu mà chúng ta xếp xong trễ so với lê tham thì chúng ta bị phạt. Đó. Thế thì đấy, cái này để giải thích cho chúng ta biết được rằng là cái mục này là lê tham ở cái cảng xếp hàng. Bây giờ chúng ta sang cảng dỡ hàng và gộp là như thế nào ha. Ở đây mình sẽ trình bày tiếp cho chúng ta. Mình tiếp cho chúng ta ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sang cái cảng dỡ. Dỡ thì mình cũng có cái mức lê tham, ví dụ như ở bên kia là cho là 7 ngày, đúng chưa? Đó, thì ở đây mình cũng ví dụ cho ông ta để ta hiểu luôn, là cùng cái số liệu tính toán luôn, là chúng cũng cho ông ta là 6 ngày, là 16 giờ cho dễ tính đi, đúng chưa? Hai mức lê tham cho đồng nhất với nhau, đó là thế, cho đồng nhất. Đó, thế thì ở cái mức dỡ này thì cái mốc lê tham, thì mình giả sử cái mốc lê tham của mình là 0 giờ ngày 15 tháng 10 đi 2023 là mốc, bắt đầu tính mốc ha. Đó, thì đến mấy giờ ngày nào thì hết mốc, đúng chưa? Ngày 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19, 20, 21 nè, đúng không? 21 nè, rồi 16 giờ ngày 21, 16 giờ ngày 21 tháng 10 23 là hết mốc, hết lê tham, chứ mình xin lỗi. Được chưa? Vậy thì thực tế nó cũng có hai trường hợp xảy ra, đúng là dỡ xong là 0 giờ à 16 giờ ngày 19 tháng 10 2023 thì này dỡ xong sớm 2 ngày, chia là thưởng. Được chưa? Thưởng bao nhiêu? Nhưng mà thưởng bao nhiêu? Thì mức thưởng của nó sẽ là 2 ngày nhân với 1 phần 2 của mức phạt là nhân với 3.000 và bằng 3.000 đô. Được chưa? Còn thực tế thứ hai là trong trường hợp thứ hai là nó trễ đi, là dỡ xong. Dỡ xong vào lúc là 16 giờ ngày 23 tháng 10 2023. Đây là trễ 2 ngày phạt. Đúng chưa? Phạt bao nhiêu? Nên ta sẽ phân phạt bao nhiêu? Đó, phạt bao nhiêu? Phạt như thế nào? Được chưa? Phạt đó là 2 ngày nhân với mức phạt là 3.000 đô và bằng 6.000.
đúng chưa? Và chúng ta thấy rất rõ ràng là thưởng thì lúc nào cũng bằng nửa phạt chứ. Đó, hơn nửa phạt đó. Đây là những cái mức đáng lưu ý. Vậy thì có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tiến hành xếp hoặc dỡ hàng, chúng ta căn cứ theo cái lay time để chúng ta hoàn tất cái công tác xếp hàng hoặc dỡ hàng. Là nếu mà chúng ta hoàn thành cái việc xếp hàng trễ thì chúng ta sẽ bị phạt. Mà nếu như chúng ta hoàn thành cái việc xếp hàng hoặc dỡ hàng sớm thì chúng ta sẽ được hãng tàu thưởng. Được chưa? Đó. Thì ở đây có một cái nguyên tắc là thưởng bằng nửa phạt. Thì mục đích của hãng tàu đây là hối thúc cho cái người thuê tàu đó phải hoàn tất sớm. Bản thân hãng tàu cái tiền thưởng phạt này họ chỉ bù đắp cái phần chi phí để làm cảng thôi. Chứ thực sự là họ cũng không phải mong chờ vào cái việc là thu tiền phạt này. Nó trừ trường hợp là họ không có cái hàng hóa để chở, tàu để chống, nên là họ mong muốn chúng ta kéo dài cái thời gian nằm cảng để họ thu cái tiền phạt này để đóng cái tiền phí ở cảng neo đậu. Nhưng mà chả các tàu nào mong muốn điều đấy cả. Chúng ta đấy, họ khai thác họ thu về lợi nhuận, còn nếu họ đứng im đấy thì họ sẽ không có lợi nhuận. Đấy là cái chúng ta lưu ý thế. Và trong trường hợp này chúng ta thấy là giả sử mình đặt ra một cái tình huống là ở cái việc là cảng xếp chúng ta được thưởng 2 ngày đi. Đúng chưa? Đó, là chúng ta được thưởng 3.000 đô. Nhưng mà ở cảng dỡ chúng ta bị phạt 2 ngày. Đúng chưa? Chúng ta bị phạt 2 ngày. Thế là chúng ta bị phạt 6.000 đô. Vậy thì vô hình chung chúng ta là người thuê tàu và chúng ta ở cảng xếp sớm 2 ngày thưởng có 3.000, ở cảng dỡ chúng ta chịu trách nhiệm dỡ hàng ra được bị phạt 6.000, ta bị lỗ. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ đàm phán với hãng tàu rằng là lúc này chúng tôi sẽ áp dụng cái lay time gộp mà phía hãng tàu vui lòng đồng ý. Đúng chưa? Đó là sử dụng cái lay time gộp để làm gì? À, cái thưởng ở cảng xếp tôi vẫn để lấy lưu lại. Đúng chưa? Rồi sau đó sang bên kia tôi bị phạt thì trừ ra. Ví dụ ở cảng xếp tôi sớm 2 ngày, ở cảng dỡ tôi sớm 2 ngày thì tổng tiền thưởng lúc đó tính hay tính thưởng phạt sau. Đúng chưa? Tổng phạt sau khi hoàn tất cái việc xếp hàng ở cảng xếp và dỡ hàng ở cảng dỡ xong hãng tính thưởng phạt. Hoặc là ở cảng xếp tôi sớm 2 ngày, ở cảng dỡ tôi trễ 2 ngày. Vậy sau khi dỡ hàng xong ở cảng xếp hàng tôi mới bắt đầu tính thưởng phạt là cộng lay time của hai bên lại so với lay time tổng cộng là bao nhiêu. Đó. Thì sau đó trừ ra nếu mà tôi vẫn trễ hơn so với lay time tổng cộng đấy thì tôi sẽ bị phạt. Còn nếu tôi sớm hơn cái lay time tổng cộng đấy thì tôi sẽ được hưởng. Được chưa? Cái này là cái mà chúng ta lưu ý đến với cái lay time gộp là vậy đó. Đó. Ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn cái ý nghĩa, cái tính toán về cái vấn đề lay time. Do vậy thì hy vọng là các bạn sẽ có những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm để khi chúng ta tính toán lay time. Còn chi tiết áp dụng vào trong thực tiễn khi tính toán cái này rất tranh cãi với các hãng tàu. Đúng chưa? Đây là mình ví dụ một cách để dễ hiểu nhất, chúng ta có cách hiểu. Còn thực tế tính toán thế nào thì chúng ta phải làm việc trực tiếp với hãng tàu, khi đó chúng ta mới tính toán được, xem được là khi nào thưởng, khi nào phạt, và phạt chính xác là bao nhiêu và thưởng chính xác là bao nhiêu. Cái đấy thì mình cũng hy vọng là sẽ cung cấp được một số cái kiến thức cho các bạn để các bạn áp dụng vào trong thực tiễn. Thứ nhất là để hiểu bài học, để học trên giảng đường. Rồi thứ hai là chúng ta áp dụng vào trong thực tiễn được thì càng tốt. Đó, thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này, và các bạn ủng hộ mình bằng cách là đăng ký cái kênh, chia sẻ video đến cộng đồng, và cũng giống như là follow và comment những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi mà mình muốn các bạn muốn chia sẻ thêm để mình nắm được thông tin và có động lực để ra những cái video mới nhất. Đó, thì đây ở đây mình xin cảm ơn. Trước khi kết thúc cái video này thì mình sẽ ra một câu hỏi mà mình sẽ ghi lại ở dưới phần comment. Đó là gì? Theo các bạn thì chúng ta ở đây có bao nhiêu người cấp lay time và có bao nhiêu người phải hoàn thành cái lay time đó? Hay là nôm na ta hiểu rằng là có bao nhiêu loại lay time? Đúng chưa? Có bao nhiêu loại lay time? Và khi thưởng thì ai sẽ thưởng cho ai, và khi phạt thì ai sẽ phạt cho ai? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Được chưa? Kết hợp với cái video trước đó là nói về các cái cơ sở xếp dỡ hàng hóa, chi phí xếp dỡ hàng hóa trong giá cước, ví dụ là FO, FI, FBO đó, mình sẽ comment cái link của cái video đó ở bên dưới để cho các bạn xem lại cái video đó và các bạn phối hợp lại để các bạn đoán xem là chúng ta để trả lời câu hỏi của mình như thế nào. Đó, một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đó. Xin chào và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.